tuyệt vời, thực phẩm được coi là thần dược, có thể kiềm chế vi khuẩn gây ung thư, càng ăn càng thọ. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Ung thư dạ dày là một trong 5 bệnh ung thư thường gặp nhất. Mỗi năm ở nước ta có khoảng hơn 17.000 ca mắc mới và hơn 15.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này đấy cô bác. Đây là một con số rất đáng báo động. Đang nói là bệnh ung thư dạ dày này còn được các chuyên gia dự báo là có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Ngoài những tác nhân như là vi khuẩn, môi trường bên ngoài hay lối sống, lối sinh hoạt ra, thì việc cô bác ăn gì, uống gì cũng có thể là nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày. Do đó trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin mách với cô bác 7 loại thực phẩm được mệnh danh là khắc tinh của bệnh ung thư dạ dày. Cô bác càng ăn càng bổ, không lo về giá mà hiệu quả thì chẳng hề thua kém bất cứ loại thuốc đắt đỏ nào trên thị trường hiện nay. Cô bác cùng theo dõi để bảo vệ dạ dày của mình ngay từ bây giờ cô bác nhé. Loại thực phẩm đầu tiên được liệt kê trong danh sách này mà nhà nào cũng đều có, đó chính là tỏi. Nhắc đến các loại gia vị quen thuộc trong tủ bếp của mọi gia đình thì chắc chắn là không thể thiếu tỏi, đúng không nào cô bác? Nhà tôi cứ mỗi lần đi chợ là phải mua thật nhiều tỏi. Lúc nào nấu ăn thì chỉ cần mở tủ ra là đã có sẵn tỏi rồi. Mà hầu như là xào hay nấu, mấy món này món nào cũng cần đến tỏi. Chỉ cần vài tép tỏi thôi là dậy vị thơm lắm rồi. Mà mặc dù sử dụng nhiều là thế, song không phải ai cũng biết đến tác dụng của tỏi trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là tiêu diệt chất gây ung thư. Trong tỏi có chứa một chất có tên là allium. Chất này khi đi vào trong cơ thể có khả năng ngăn ung thư xâm nhập vào các tế bào của cơ thể, đồng thời còn có tác dụng làm chậm sự phát triển của các khối u. Thậm chí các nhà khoa học họ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với nhóm người thường xuyên ăn tỏi sống. Kết quả cho thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày của những người này là thấp hơn rất nhiều so với những người không ăn, bởi vì tỏi giúp làm giảm đáng kể hàm lượng nitrit dạ dày, do đó có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Thế nên nếu muốn có được một chiếc dạ dày khỏe mạnh thì cô bác cố gắng ăn từ 2 đến 3 củ tỏi mỗi tuần. Nếu như không ăn được tỏi sống thì cô bác có thể chế biến thành giấm tỏi hoặc là chế biến cùng một số nguyên liệu khác để dễ ăn hơn cô bác nhé. Loại thực phẩm thứ hai có giá thành cực kỳ rẻ, đó chính là đậu phụ. Không biết có cô bác nào giống như nhà tôi không, mỗi lần đi chợ mà loay hoay mãi không biết mua gì, ăn gì thì cứ làm 3-4 miếng đậu phụ về luộc, rán hay nấu canh là tiện nhất. Đậu phụ dễ ăn, già trẻ đều thích mà lại còn dễ chế biến, nhất là vào mùa hè nóng nực, ăn đậu phụ vừa mát vừa dễ tiêu hóa và không lo đầy bụng. Thế nhưng cô bác có biết không, đậu phụ còn là một thần dược phòng chống ung thư dạ dày vô cùng hiệu quả nữa. Ở Hàn Quốc, người ta còn chứng minh là ăn đậu phụ mỗi ngày sẽ làm giảm đến 90% nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Có lẽ vì như vậy mà món đậu phụ xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của người Hàn Quốc, có đúng không nào cô bác? Nghiên cứu cũng cho thấy rằng đậu nành giúp làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Để ngừa ung thư dạ dày, cô bác nên ăn khoảng 2 đến 3 miếng đậu phụ mỗi tuần. Nếu không muốn ăn đậu phụ thì cô bác có thể uống sữa đậu nành hay ăn giá đỗ, cũng có những tác dụng tương tự cô bác nhé. Loại thực phẩm thứ ba đó chính là súp lơ. Tầm này chính là mùa súp lơ rồi đấy cô bác. Rau gì cũng như vậy, ăn cứ đúng mùa là ngon nhất, bổ nhất mà lại yên tâm về chất lượng nữa. Nói đến súp lơ thì không thể bỏ qua bảng công dụng tuyệt vời của nó được rồi. Đặc biệt là công dụng phòng ngừa ung thư dạ dày được rất nhiều các bác sĩ cũng như các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn. Trong súp lơ có chứa rất nhiều chất giúp ngăn chặn bệnh ung thư. Ngoài ra trong súp lơ còn có một loại men có tác dụng kích thích hoạt động của tế bào, từ đó hạn chế sự hình thành của tế bào ung thư. Một tuần nên ăn chừng 2 đến 3 lần, tức là ăn 2 đến 3 ngày có súp lơ vào các bữa chính. Tốt nhất nên ăn sống hoặc là xay sinh tố, luộc của bác nhé. Nếu không có súp lơ xanh thì cô bác có thể tạm chấp nhận súp lơ trắng, nhưng hiệu quả sẽ giảm đi một chút. Loại thực phẩm thứ tư đó chính là mật ong. Đây không phải lần đầu tiên mà Sống Khỏe Mỗi Ngày liệt kê mật ong vào trong danh sách những loại thực phẩm phòng chống ung thư, đúng không nào cô bác? Quả thật là mật ong có chứa rất nhiều dưỡng chất quý, thậm chí là nhiều loại thuốc bổ trên thị trường còn không thể nào sánh bằng. Thế nên tôi khuyên là nhà cô bác nào cũng nên có từ 1 đến 2 chai mật ong để dùng dần nhé. Với cô bác nào bị đau dạ dày
hay thậm chí nặng hơn là viêm loét dạ dày thì nên tích cực bổ sung mật ong đúng cách để tăng cường kháng khuẩn nhé. Trong mật ong có chứa thành phần với tác dụng làm kháng khuẩn, đẩy lùi vi khuẩn HP ra khỏi dạ dày. Bên cạnh đó, mật ong cũng là một nguyên liệu hữu ích để làm đẹp, đồng thời cũng là một loại thực phẩm có nhiều công dụng quý đối với sức khỏe của chúng ta. Cách sử dụng mật ong đúng nhất là cô bác uống mật ong cùng với nước, nên uống vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối sau khi ăn. Cô bác tránh sử dụng mật ong lúc đói vì như vậy có thể làm giảm tác dụng của mật ong, đồng thời cũng gây ra những phản ứng xấu và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Loại thực phẩm thứ 5 đó chính là gừng. Cô bác hình dung là bệnh ung thư dạ dày được hình thành nên từ loại vi khuẩn HP. Để phòng tránh ung thư dạ dày thì cách tốt nhất vẫn là hạn chế sự gia tăng, sinh sôi nảy nở của loại vi khuẩn này mà thôi. Và gừng được xem là loại gia vị có tác dụng ức chế vi khuẩn HP phát triển vô cùng hiệu quả. Thêm nữa là khi cô bác ăn gừng, nó sẽ tạo ra một chất nhầy dạ dày, bảo vệ cho dạ dày tránh khỏi các tác nhân gây hại. Cách sử dụng gừng tốt nhất là cô bác rửa sạch gừng, sau đó gọt bỏ vỏ, thái sợi hoặc là thái lát mỏng, cho gừng vào nước sôi, thêm một chút đường. Cô bác uống hàng ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối nhé. Loại thực phẩm thứ 6 đó chính là củ nghệ. Tương tự như gừng thì nghệ cũng là một loại gia vị quen thuộc trong không gian bếp của rất nhiều gia đình. Mặc dù không được chế biến mà dùng nhiều như là gừng, thế nhưng nghệ cũng sở hữu những chất dinh dưỡng không hề thua kém đâu cô bác. Củ nghệ và các tinh chế từ nghệ là một trong những loại gia vị có tác dụng kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn HP. Ăn nghệ thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn các hoạt chất cicamate, một chất giúp vi khuẩn HP phát triển nhanh. Vì thế, nghệ còn được mệnh danh là thực phẩm vàng tốt cho dạ dày và xứng đáng đứng đầu trong danh sách các loại thực phẩm tốt cho người bị nhiễm vi khuẩn HP. Vậy nên, cô bác đừng bỏ qua nghệ trong thực đơn hàng ngày của gia đình nhà mình, cô bác nhé! Loại thực phẩm thứ 7 mà cô bác nên bổ sung đó chính là các loại nấm. Nấm là món ăn yêu thích của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn nhỏ, có đúng không nào cô bác? Cũng phải công nhận là nấm dễ ăn, có vị thơm, lại mềm, cho nên dù chế biến như thế nào thì cũng đều ngon miệng mà lại còn rất nhanh chóng nữa. Ăn nấm nhiều là như vậy, song có ít cô bác nào biết được rằng trong nấm có các chất giúp phòng chống ung thư dạ dày rất tốt, đặc biệt là các loại như nấm hương, nấm kiên châm và nấm mèo, hay là ngoài Bắc mình vẫn gọi là mộc nhĩ, có thể làm giảm khả năng mắc bệnh ung thư dạ dày vô cùng hiệu quả. Một tuần, cô bác có thể chế biến cho cả gia đình nhà mình khoảng 1 đến 2 bữa nấm, vừa là để thay đổi khẩu vị cho bớt nhàm chán, mà cũng là cách để bảo vệ cho sức khỏe cực kỳ hiệu quả nữa. Vừa rồi chính là 7 loại thực phẩm giúp cho cô bác đẩy lùi được nguy cơ mắc căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Cô bác nên bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày của gia đình nhà mình, cô bác nhé. Giống như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, ung thư dạ dày ngoài nguyên nhân được tạo thành bởi vi khuẩn thì nó còn do chính thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của cô bác nữa. Mà điều đáng nói là có đến 90% cô bác vẫn đang giữ những thói quen nấu nướng, ăn uống cực kỳ độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày nhưng lại không hề hay biết. Do đó cô bác cần tránh ngay lập tức nếu không muốn căn bệnh quái ác này tìm đến mình cô bác nhé. Thói quen đầu tiên đó là ăn nhiều đồ chiên rán. Đúng là các món ăn chiên rán thì luôn khiến cho chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn, có đúng không nào cô bác? Thế nhưng thực sự, đây không phải là một món ăn có lợi cho sức khỏe của chúng ta đâu. Thậm chí, khi cô bác ăn với một số lượng lớn thì còn có thể gây nên căn bệnh ung thư dạ dày vô cùng nguy hiểm nữa. Những món đồ chiên rán như là gà rán, khoai tây chiên có thể gây tổn hại lớn đến hệ tiêu hóa của cô bác nếu tiêu thụ liên tục trong một thời gian dài. Nguy hiểm hơn nữa là cô bác chỉ ăn đồ chiên rán mà không bổ sung thêm chất xơ từ rau xanh, trái cây thì nguy cơ cao sẽ gây ra vi khuẩn HP, từ đó làm tăng nguy cơ viêm loét và dẫn đến ung thư dạ dày. Do đó cô bác nên hạn chế những loại đồ chiên rán. Nếu thèm thì cô bác có thể tự chế biến bằng các loại dầu thực vật, chứ đừng nên mua các loại đồ bán sẵn vì hầu như chúng đã được chiên rán trong dầu nhiều lần rồi cô bác nhé. Thói quen thứ hai đó là ăn đồ nóng. Hầu như ai cũng muốn là dọn mâm cơm ra phải ăn ngay, hay là đi ăn lẩu vừa mới gắp được miếng thức ăn trong nồi nước sôi ra là phải ăn liền, ăn như thế thì mới ngon. Tuy nhiên thói quen này là vô cùng hại cho dạ dày đấy cô bác. Ăn thức ăn quá nóng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là thực quản của chúng ta.
khi mà ăn thức ăn quá nóng nhiều lần sẽ làm bỏng thực quản, tổn thương đến niêm mạc, dẫn đến viêm thực quản. Mà một khi niêm mạc thực quản bị tổn thương rồi thì sẽ nhanh chóng hình thành các tế bào ung thư. Do đó, cô bác nên chờ cho thức ăn nguội bớt rồi mới ăn. Khi ăn thì chú ý là ăn từ từ, đừng ăn quá vội vàng, có thể gây bỏng lưỡi, bỏng miệng cô bác nhé. Thói quen thứ ba đó là ăn quá mặn. Là một thành phần không thể thiếu trong chế biến thực phẩm hàng ngày, nhưng muối được coi là một thủ phạm có thể gây ra ung thư dạ dày nếu như chúng ta sử dụng không hợp lý. Muối có chứa nhiều nitrat, khi mà ăn vào trong dạ dày gặp phải vi khuẩn thì lập tức nó sẽ biến đổi thành nitrit, là chất gây ra ung thư dạ dày. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhu cầu của mỗi người nên bổ sung trung bình khoảng 1 thìa muối mỗi ngày là đủ rồi. Một số cô bác làm việc trong môi trường nắng nóng, đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước nhiều, thì khi ăn thường có cảm giác mọi đồ ăn đều nhạt cả, dẫn đến là nêm nếm cho thêm rất nhiều gia vị, đặc biệt là muối. Thế nên đây cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư dạ dày. Do đó, những người có thói quen ăn nhiều muối thì nên chỉnh sửa và dần dần từ bỏ thói quen có hại này của mình, cô bác nhé. Thói quen thứ tư đó là ăn đồ nướng. Vào những ngày thời tiết Hà Nội chuyển mùa, se se lạnh như thế này, lại còn thêm một chút gió, được quây quần cùng gia đình, bạn bè bên chiếc bếp nướng với hương thơm của gia vị, tiếng xèo xèo của thịt thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không nào cô bác? Mà đúng là đồ nướng thì luôn luôn có sức hấp dẫn của nó, vì được tẩm ướp theo khẩu vị, lại ăn ngay tại chỗ. Cho nên từ trẻ đến già, ai ai cũng đều yêu thích. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, thì đồ nướng cũng là một trong những thủ phạm gây ra bệnh ung thư dạ dày vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là nhiều cô bác có thói quen nướng thịt cháy xém để đảm bảo chúng sẽ chín kỹ, mà không biết rằng khi thịt nướng quá lâu như vậy thì sẽ sản xuất ra nhiều chất độc hại, là tác nhân gây ra ung thư dạ dày. Ở Mỹ, người ta còn nghiên cứu và phát hiện ra là với nhiều người ăn các loại thịt nướng ở nhiệt độ rất cao có nguy cơ ung thư hơn 60% so với những người khác. Không chỉ riêng thịt mà các loại rau củ, bánh mì nếu như nướng quá lâu thì không những ăn không ngon mà nhiệt độ cao còn làm phân hủy hầu hết các loại vitamin có trong chúng nữa. Rau củ, bánh mì khi bị cháy xém cũng làm tăng nguy cơ tích tụ những chất gây ung thư có trong vết cháy của bác nhé. Trong video ngày hôm nay, cô bác đã cùng với Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu về 7 loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược, phòng chống ung thư dạ dày, ăn sớm, bổ sớm, ai cũng nên biết. Loại thực phẩm đầu tiên đó chính là tỏi. Loại thực phẩm thứ hai đó là đậu phụ. Loại thực phẩm thứ ba đó là súp lơ. Loại thực phẩm thứ tư đó là mật ong. Loại thực phẩm thứ năm đó là gừng. Loại thực phẩm thứ sáu đó là củ nghệ. Và loại thực phẩm thứ bảy đó chính là các loại nấm. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi nào chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.